Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức chọn lọc. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất hàng ngày. Giật mình dấu vết người ngoài hành tinh ghé thăm trái đất thời cổ đại, các chuyên gia phát hiện một số chữ tượng hình giống phương tiện hiện đại như máy bay. Tàu ngầm trong đền thờ Seti ở Abydos, Ai Cập. Theo đó, một số người cho rằng đây là bằng chứng về người ngoài hành tinh từng ghé thăm con người từ thời cổ đại. Thời gian qua, không ít người cho rằng người ngoài hành tinh từng ghé thăm con người từ rất sớm, một trong những bằng chứng được đưa ra để chứng minh quan điểm này là ở đền thờ Ceti tại Abydos Ai Cập. Cụ thể, các chuyên gia phát hiện một số chữ tượng hình giống phương tiện hiện đại như máy bay, xe tăng và tàu ngầm trong đền thờ Ceti. Đền thờ Ceti cổ xưa này do Pharaoh Ai Cập Ceti và con trai Rams II xây dựng. Khi nhìn thấy những chữ tượng hình trên trong đền thờ Ceti, giới chuyên gia không khỏi kinh ngạc và tò mò vì sao những biểu tượng này xuất hiện cách đây hàng ngàn năm một số người cho rằng người ai cập thời xưa có khả năng tiên tri chính xác về những phương tiện hiện đại sẽ xuất hiện sau hàng ngàn năm tuy nhiên một quan điểm khác cho rằng những chữ tượng hình giống phương tiện hiện đại như máy bay tàu ngầm thực chất là tác phẩm của một nền văn minh tiên tiến không phải của con người theo giả thuyết này Người ngoài hành tinh chính là tác giả tạo ra những chữ tượng hình có hình dáng đặc biệt trên. Rất có thể người ngoài hành tinh đã mang máy bay tàu ngầm đến Ai Cập cổ đại và được người xưa viết lại. Thế, nhưng vào năm 2010, một nhà khảo cổ gây xôn xao dư luận khi tuyên bố giải mã thành công bí ẩn những chữ tượng hình giống phương tiện hiện đại trên. Theo nhà khảo cổ này, những chữ tượng hình trên thực chất là tên của Pharaoh Seti và con trai là Ramses II. Tên của nhà vua Ramses II được khắc chồng lên tên cha mình sau khi ông băng hà. Đừng im lặng, hãy bình luận dưới video cho tất cả cùng biết ý kiến của bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh, hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.